Hello cả nhà nhé. Là em Luyến đây, thì hôm nay sẽ quay review cho cả nhà về một dòng xe mà có vẻ như trong tuần vừa qua cũng được rất nhiều anh chị em yêu cầu quay về dòng xe này. Thì em Luyến đã tổng hợp lại những em xe S155 2024 để quay báo giá cho cả nhà về các phiên bản là tiêu chuẩn này, phiên bản cao cấp, phiên bản giới hạn ABS và phiên bản xăng GB nha. Cả nhà mà xem hết video này của Luyến thì có nhu cầu muốn mua hoặc là có ý dự định tương lai sẽ mua thì liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng con xe đi lại, kèm thêm một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng nhé. Con số hotline của em Luyến là 0346 552 628, số điện thoại và Zalo có ghi ở dưới màn hình nha. Cả nhà mình kết bạn đặt lịch nhắn tin riêng qua cho em Luyến nhận ưu đãi nhé. Thì dòng S155 2024 về rất là nhiều mẫu luôn, anh chị em ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin riêng nha. Và có hai em xe này, phiên bản tiêu chuẩn thì gồm có 3 màu, về được 3 màu là màu vàng, màu đỏ bóng như này, đỏ tươi ha, và màu đen bóng như cả nhà, đen đen tem đỏ nhé. Đó là 3 màu zin của dòng S155 2024. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn này hiện tại đang có mức giá cho cả nhà chỉ có 45.900 nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng mà sở hữu xe, liên hệ đặt lịch trước cho Luyến được nhận ngay 2 triệu đồng xe lại nhé. Kế tiếp là phiên bản cao cấp không ABS nha, có Smart K nha, thì có em màu đỏ bóng này, đỏ này đỏ này vẫn đỏ thấm nha cả nhà, đỏ huyết cả nhà. Thì ngoài màu đỏ ra cũng có màu đen đây, em đây có em màu xanh này, xanh này cũng là cao cấp nha. Đó, và phiên bản màu đen bóng, đen bóng này cũng là phiên bản cao cấp nhé. Thì nó khác so với phiên bản tiêu chuẩn là nó có khóa Smart Key, và đối với bản ABS thì nó sẽ là thắng xe BS nhé. Thì khác điểm một vài điểm cơ bản này thôi, về màu sắc nữa thôi. Thì với mức giá của một em xe phiên bản Smart Key cao cấp như này đang hỗ trợ khách hàng chỉ có 48.900 nha. Trả trước cho Luyến cũng chỉ cần duy nhất là 5 đến 7 triệu là lên xe rồi nhé. Và cuối cùng là phiên bản giới hạn ABS, thì đây nó có màu xanh này, xanh ABS nha, có Smart Key luôn ha, rồi màu xanh GB này, màu trắng, trắng màu đen, đen mâm vàng đồng này, rồi màu trắng mâm vàng đồng, màu xám này, rất là nhiều màu, đủ màu luôn. Nhưng mà bên kho Luyến thì có rất là nhiều màu luôn, đủ màu tất cả, có màu cho anh chị em lựa chọn luôn ha. Mức giá hiện tại đối với mẫu này thì đang hỗ trợ cho khách hàng thì chỉ có 51.900, trả trước cho Luyến cục chỉ cần duy nhất là 7 triệu là lên xe ha. Khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước qua số Zalo thì có giảm 2 triệu đồng xe đi lại nhé. Cửa hàng thì có rất là nhiều màu cũng như là hỗ trợ là sơn độ theo cầu nữa. Ví dụ như mà khách hàng mình có hồ sơ bị nợ xấu á, thì trả trước cho Luyến là 30% với chị xe thì sẽ hỗ trợ được khách nợ xấu hoặc là không nợ xấu, trước chỉ cần từ 5 triệu là lên xe rồi ha. Đối với các màu phiên bản 2023 thì cũng đủ màu này. Đây có màu trắng ngọc trai, rồi màu chỉ định 65, mức giá dao động chỉ từ 42.900 nha. Trả trước cho Luyến cũng chỉ cần là 5 triệu là lên xe rồi. Anh chị em mình đang quan tâm về mẫu nào cũng như là đang có nhu cầu thì liên hệ đặt lịch trước cho Luyến để nhận ngay ưu đãi nhé. Cảm ơn mọi người.